Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giêsu để tự lùi. Họ nói: Thưa thầy, có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đặt thấy điều này. Thuở ban đầu đấng tạo hóa đã tạo ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế người đàn ông sẽ nhìn cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là ai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Họ thưa với người: Thế sao ông Môi-se lại truyền thể gốc dễ đi gì mà lại vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng trai trẻ đá, nên ông Môi-se đã cho phép ông lại vợ, chứ thuở ban đầu không nói như thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoài trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai lại vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các con đệ thưa, nếu làm chồng mà phạm như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông, không phải ai cũng hiểu được câu nói đây, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa giáo dục mới hiểu. Quả vậy, có nhiều người không kết hôn khi từ khi lọt vào mẹ, họ đã không có khả năng. Có người không thể kết hôn vì người ta hoàn, lại có một người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời Thánh Chúa. Đức Giáo Hội Thánh Giáo Hoàng Đoàn
nhân